Hello, xin chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Vinh Gà Vlog. Thì Vinh Gà vừa mới đi mua một cây hồng đào về cho quý cây hồng đào các bạn ạ. Thế nhưng mà cái màu hoa của nó rất là đẹp. Thì hôm nay Vinh Gà muốn review cho quý vị và các bạn xem cây hoa hồng Vinh Gà mua 200k nó như thế nào. Và cái tại sao Vinh Gà lại mua thêm một cây hồng đào cho mình là cái điểm thứ hai. Thứ ba nữa là Vinh Gà sẽ giải thích cho các bạn biết là cái rễ nào mới là rễ hút chất, vì có rất nhiều bạn hỏi Vinh Gà là tại sao cái cây của em rễ trắng ra rất nhiều nhưng lại không có cái cây nó không lên đẹp, và thậm chí là có những cái cây non nó bị chết mà trong khi nhổ lên rễ trắng rất là nhiều. Thế thì Vinh Gà sẽ nói cho các bạn biết là cái rễ nào mới là rễ hút chất và cái rễ nào mới là cái rễ trắng là nó là như thế nào. Và nếu như các bạn mà chăm cây đào, cây hoa hồng mà thấy rễ trắng ra nhiều mà tại sao cái cây nó không phát triển, thì nó cần bao nhiêu thời gian để nó mới phát triển lên được và nó có rễ hút chất để nó phát triển cây lên được. Thì mong là quý vị cái video này của Vinh Gà sẽ là vừa review cây hoa hồng này, vừa là review rễ cây hoa hồng và trồng cái cây hoa hồng như thế nào. Thì video nó hơi dài một chút, thì quý vị và các bạn xem đến cuối video để cho Vinh Gà được chia sẻ cho quý vị nó đầy đủ hơn về cái cây hoa hồng và cũng như là cái cách trồng cây hoa hồng như thế nào. Rồi là Vinh Gà bây giờ Vinh Gà sẽ cầm máy để review cho quý vị và các bạn. Nếu mà quý vị và các bạn xem mà cảm thấy nó hay và ý nghĩa thì mong quý vị và các bạn cho Vinh Gà xin một nút like, một nút chia sẻ video và một nút đăng ký kênh nếu bạn nào chưa đăng ký kênh. Thì bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh cho Vinh Gà, còn nhớ nhấn chuông ở bên cạnh để nhận thêm những video mới của Vinh Gà Vlog nha các bạn. Vinh Gà đang đúc chậu đây các bạn, một lô một lốc khuôn đây các bạn, đủ loại từ bé nhất cho đến là cái khuôn to đùng 80 mà đặt một chỗ luôn đó các bạn. Thế thì bây giờ là Vinh Gà sẽ phải review cho quý vị cái cây hoa hồng mà đây các bạn. Đấy, Vinh Gà vừa mua cây này là 200.000 các bạn nhé. Đấy, gốc nó đây ạ. Và tại sao Vinh Gà lại mua thì Vinh Gà thấy nó là hồng đào, thế nhưng mà nó lại hồng luôn, cái độ hồng của nó cao hơn. Trong vườn của người ta có mười mấy cây thì có mỗi một cây này là cái sắc hoa nó chuẩn form hơn, thì Vinh Gà mua của nó thì Vinh Gà nghĩ là nó nguyên bản hơn thì Vinh Gà mua nó. Còn đây là cây Vân Khôi của Vinh Gà các bạn nhé. Rất nhiều bạn nói là Vân Khôi khó chăm sóc, thế nhưng mà các bạn để ý đây, Vân Khôi của Vinh Gà lá xanh mươn, hoa thì không phải nghĩ luôn các bạn nhé, rất nhiều hoa luôn, cả góc bên kia nữa các bạn nhìn này. Đấy, cho các bạn nhìn ở góc xa hơn một chút là các bạn thấy hoa nó nhiều cỡ nào. Thế còn về cái cách chăm sóc bón phân thì Vinh Gà nói này các bạn, chắc là rất nhiều người sở hữu Sa Pa nhưng mà màu hoa của các bạn nó đã được hồng như thế này chưa? Màu hoa như thế này mới là màu hoa chuẩn form các bạn nhé. Vì là nếu mà các bạn phân thuốc đúng thì nó sẽ có cái màu hoa chuẩn form như thế này, nó hồng cái hẳn cái hoa lên như thế này các bạn nhé. Đấy, thế thì cái cách bón phân NPK thì Vinh Gà đã hướng dẫn quý vị rồi, trong có hai video rồi. Thế thì bây giờ Vinh Gà xin phép được review cái cây hoa hồng. Mình gà để máy gần hơn một chút để cho các bạn có thể nhìn. Ta sẽ cho đất và lá thể xuống phía dưới trước.
thì ngài đặt cái cây hoa hồng lên đây. Trồng cái cây nó mới lớn một xíu rồi cho nên là nó cũng sẽ công phu hơn một xíu các bạn ạ. Nó cũng chỗ vườn của nhà Vinh Gà thì nó hơi chật rồi. Năng phải rạch cái bầu túi vải này thôi các bạn. Để Vinh Gà rạch cái bầu túi vải chứ không Vinh Gà không lấy ra được, nó vỡ bầu mất. Hơi khó một chút các bạn, có một mình thân ra là nó sẽ vất vả hơn. Mùi của phân khô nó thơm quá các bạn ơi. Đây, Vinh Gà đã lấy được cái cây này rất là ít rễ các bạn, không có nhiều rễ đâu. Đấy các bạn, Vinh Gà đã lấy cái cây ra rồi. Và vì nó có một mình cho nên là phải xúc sẵn như thế. Thì bây giờ Vinh Gà sẽ giải thích cho quý vị các bạn là cái đây Vinh Gà mua cái bức cây này các bạn nhé, là rễ chưa ra ngoài bầu mấy các bạn nhé, chỉ có một vài cái nó ra khỏi bầu thôi. Thì thường thường các bạn nhổ cái cây hoa hồng lên thì các bạn thấy có nhiều, rất nhiều cái rễ trắng như thế này. Thế nhưng mà hôm nay Vinh Gà nói cho các bạn là các bạn hay bị các cái bạn làm video hay là các bạn nói về hoa hồng á, là các bạn đánh lừa các bạn là nó ra rễ như thế này thì là đã tốt. Thế thì cái rễ như này nó chỉ là cái rễ hút nước thôi các bạn nhá. Cái rễ trắng như thế này ở cành chiết, cành chìa các thứ đấy, nó chỉ là rễ hút nước thôi. Nếu các bạn không biết thì các bạn bảo là đó là rễ, và tại sao cái cây của em nó ra rễ trắng rất là nhiều nhưng tại sao lại là nó lại không phát triển. Đấy, nó không phát triển và cái cành lá của nó không tốt. Thế thì hôm nay Vinh Gà sẽ giải thích cho các bạn đây chỉ là rễ hút nước. Thế thì ví dụ như các bạn trồng cành chiết mà khoảng 2 tuần cho đến từ 2 tuần cho đến 20 ngày, 2-3 tuần đầu thì cái cây của các bạn chỉ phát triển rễ này thôi, là nó chỉ là rễ hút nước để cho cây phát triển. Khi nào từ cái rễ này nó ra cái rễ cám như thế này các bạn nhé, cho các bạn thấy đây. Khi nào từ cái rễ này của các bạn nó ra cái rễ cám như này và nó có những cái đầu rễ trắng nhỏ và màu vàng, đấy thì cái cây của các bạn sẽ phát triển. Đó là tại sao Vinh Gà lại nói là các bạn khi các bạn bón phân tưới nước cho cái cây thì các bạn phải chờ một cái thời gian để cho cái cây nó ra rễ. Nó ra được cái rễ trắng như này rồi, xong khoảng cỡ 2 tuần sau nữa thì bắt đầu nó lại ra cái rễ cám. Đấy, nó ra cái rễ cám này mới là cái rễ hút chất. Chính vì thế cho nên là Vinh Gà không khuyến khích các bạn bón phân ngay để cho cái cây của các bạn nó không bị sót cái rễ này. Vì cái rễ này nó rất là dễ sót, các bạn nhìn cái đầu rễ trắng của nó bò như thế này. Nếu mà khi các bạn tưới phân nó bị mặn một chút thôi là nó sẽ làm cho cái bầu đất của các bạn, làm cho cái đầu rễ này nó thâm lại, là nó bắt đầu nó thối từ ở cái đầu rễ này, nó thối ngược lên trên, hoặc là nó hút phải cái chất mặn thì cái cây của các bạn sẽ bị thối, bị hỏng. Đó chính là cái lý do và nguyên nhân tại sao Vinh Gà nói về cái rễ của cây hoa hồng. Nếu các bạn nào mà thực sự tìm hiểu thì những bạn học mà về sinh học lớp 9 thì các bạn đã biết về cái vấn đề này. Đấy các bạn nhìn này, rễ phải có cái rễ cám này nhá các bạn nhá, thì cái cây nó mới là cái cây phát triển. Lúc nào cái cây, cái rễ của các bạn, cái cây của bạn có rễ cám như thế này và nó có cái màu vàng vàng, đấy, màu vàng vàng như ở đây này các bạn này, đấy. Thì đấy, nó có màu vàng vàng như thế này
thì cái rễ cây của bạn đang trong cái độ phát triển rất là đẹp. Thế thì đó là cái cách mà nói về cái phần rễ của cây là như thế. Thì hôm nay Vinh Gà muốn là tại sao có rất nhiều bạn thắc mắc với Vinh Gà, hỏi Vinh Gà về cái vấn đề là cây của em nhổ lên rất là nhiều rễ trắng, tại sao cây không phát triển? Là nó không phải là nó không phát triển mà nó chưa đến giai đoạn phát triển các bạn nhé. Từ khi cái rễ trắng đó cho đến khi phát triển là các bạn tính cho Vinh Gà thêm 2 tuần nữa. Thì các bạn tính ít nhất khi các bạn trồng một cái cây hồng xuống thì ít nhất nó phải tầm khoảng cỡ từ 1 tháng cho đến 2, từ 1 tháng rưỡi cho đến 2 tháng thì cây của các bạn mới bắt đầu phát triển. Khi nó phát triển lên thì nó mới bù dinh dưỡng cho, ví dụ như cái cây này của Vinh Gà, khi nó phát triển lên thì nó mới bù dinh dưỡng cho những cái cành lớn này. Đấy, nó bù đủ dinh dưỡng cho cái cành lớn này, bắt đầu nó mới lên lọc, lên mầm. Đấy. Và nó lên mầm ở phía trên đẹp rồi thì nó mới bắt đầu bật mầm gốc. Đó chính là cái lý do mà mọi người khi trồng những cái cây các bạn nên là cắt bớt những cái cành nhỏ, cành tăm. Khi Vinh Gà trồng xong, Vinh Gà sẽ cắt bỏ những cái cành nhỏ, cành tăm này đi. Đó là cái lời khuyên của Vinh Gà khi mà giới thiệu video đến cho các bạn. Hôm nay Vinh Gà sẽ nói rõ về cái phần rễ như thế để cho các bạn dễ phân biệt. Thì lúc nào mà nó nuôi dinh dưỡng trở lại những cái cành này đủ thì cái cành này nó bắt đầu là nó mới lên mầm các bạn nhá. Thế còn nếu các bạn trồng cái cây xuống mà thấy cái cành này nó khô khan này, đấy, nó hoặc là nó có nước, nó ơi nước quá, nó trộn lên những cái chấm đen trên này, đó là cái cây nó chỉ có cái rễ hút nước, nó chưa có cái rễ để mà hút chất dinh dưỡng. Chính vì thế nó không nuôi được những cái cành phía trên thì nó khô dần đi. Đó là một cái lý do mà Vinh Gà đã giải thích rất nhiều lần nhưng các bạn không hiểu, thì hôm nay Vinh Gà nói rõ về cái rễ hơn, cái rễ của cây như thế để cho các bạn tìm hiểu thêm và các bạn nắm bắt được những cái vấn đề mà cái cây của các bạn nó đang trải qua như thế. Các bạn dễ chăm sóc và các bạn đừng có nôn nóng. Khi thấy cái cây mà nó ra rễ rồi mà nó lại không phát triển, các bạn lại đổ thêm phân vào thì cái cây của các bạn sẽ bị mặn. Đó là cái lý do mà rất nhiều các bạn để cho cái cây bị mặn. Thế thì trên đây là những cái chia sẻ thế của Vinh Gà. Thì bây giờ cái cây này của Vinh Gà thì hôm nay Vinh Gà sẽ không muốn nó chột, thì Vinh Gà sẽ cứ trồng nguyên như thế này các bạn nhé. Vinh Gà cũng đã từng nói các bạn là trồng nguyên cái bầu xuống như thế này. Rồi là các bạn có thể là sau này các bạn có thể cái bầu đất này nó mà rắn thì các bạn lấy cây các bạn xăm sau. Thì bây giờ là Vinh Gà sẽ chia sẻ cái cách Vinh Gà trồng xuống như thế nào. Và để các bạn theo dõi video để biết thêm về những cái vấn đề của cây hoa hồng. Cầm cái máy lên quay hộp lại, quay trồng cái đất này, giúp cái máy lên. Giúp cái này nhỉ. Lai để cả cái cây đấy về à? Lai để cả cây đấy về à? Ui, lai nó chảo gần chết. Cái mầm to phết này, đấy, cái mầm đấy mai kia thằng chết ra, ngon. 200.000 đó. Đây là tạm thời là Vinh Gà chỉ trồng như thế này các bạn nhé. Chậu Vinh Gà đúc ra, Vinh Gà còn chưa kịp sơn các bạn. Tạm thời Vinh Gà trồng như thế này. Xong bây giờ thì Vinh Gà sẽ là tưới nước. Một lát nữa Vinh Gà sẽ tưới nước đẫm cho cái cây để cho nó ổn định giữa cái đất cũ và đất mới. Thế thì khi nó ổn định cái giữa đất cũ đất mới này, cái cây các bạn trồng lại như này sau 10 ngày. Đấy, thì Vinh Gà nói các bạn là sau 10 ngày thì cái bầu đất của Vinh Gà vừa nãy Vinh Gà trồng nó đến đây đúng không ạ? Thì các bạn cứ là NPK các bạn pha xong các bạn tưới. Các bạn tưới vòng quanh cái bầu như này cho Vinh Gà. Vinh Gà dưới có nhiều lúc nói thì các bạn cứ hỏi là tưới như thế nào thì Vinh Gà nói là tưới vòng quanh như thế này. Ở giữa cái đoạn đất mới và đất cũ này, các bạn đừng tưới trực tiếp vào gốc này các bạn nhé. Tưới trực tiếp vào gốc này nó hay bị sót cây hoặc là nó cháy cái vỏ cây này là nó chết mất các bạn nhé. Thì đây, trên đây là cái hướng dẫn của Vinh Gà như thế. Thì bây giờ Vinh Gà review lại cái cây một chút xíu nữa. Xem các bạn xem thử Vinh Gà mua cây 200.000 này nó có đắt quá không.
Rồi Vinh Gà xin tạm dừng video ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sắp tới của Vinh Gà Vlog. Chúc quý vị và các bạn có thêm những cái cây hoa hồng đẹp và chăm sóc tốt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.